Sau đây bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh sàn trước khi. Đặt ốc vào trong cái cốc. Tô vít này mà hơi cháy anh nhỉ. Mỗi tô vít ngày trước anh ấy chui đồ đồ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm đi em. Hôm nay được lên YouTube. Đóng cửa nhá. Anh tìm gì? Cái gì cơ? Miếng đồng tản nhiệt á? Hay là miếng tản nhiệt không con? Miếng đồng để tản nhiệt á? Đây này. Mình hỏi là mày đã sửa chữa gì chưa? Chứ cũng không ảnh hưởng. Mình hỏi để biết nếu mày sửa chữa gì rồi thì mình có thể biết. Có thể xin các bạn xem lại video nếu mà lỗi của mình làm hỏng đến bên của bạn. Lâm động lên đầu chậm thì tay được nhanh làm được gì cho anh không mà có điên cỗ thì hết giờ làm gì không làm được cỗ đầu nó chậm thì tay được gần nhanh đầu chậm thì phải làm cẩn thận không phải cắm đầu cắm cổ vào. Muốn cho em mượn một cái ghế này em này. Ốc gì à? Em mình tìm đâu có mình cho nhé. Chúng ta máy ra suốt mấy lần này em. Bởi vì cái men của nó sát cả mặt sắt này nó sẽ bị chọc. Thế nên là cái khi nào mình vặn ốc của những cái con này thì mình sẽ vặn lưới tay ra, đừng vặn kịch quá thì nó sẽ không bị chọc. Em hiểu không? Thank you.
đây nhá, mình lại nhiều con như thế này nhá, dù này gấp mắt đây đưa ra nó không bị đứt, mình không biết kéo quá mà nó bị thẳng tay mình nhá. Đây nếu có thể nhấc xuống chưa bạn hết đâu em này, nào em cảm giác là còn liên quan đấy thì để em nó là chưa bạn có đâu gì à? Dạ chưa. Cái gì có khả năng em nghĩ là nó liên quan đến thì em rút nó ra. Ốc dưới này có em bạn rồi anh ạ. Nhẹ nhàng lên. Khi nào mình đã chắc hết ốc nhé, các cái cá này bạn càng mạnh tay càng không được lấy. Bạn quyết đoán. Thường như thế mình nhấc nghiêng bên này lên này các bạn. Đặt xuống nhấc nghiêng gọn nhẹ nhàng nhé. Thường thường chỗ tháo thường thường những chỗ mà dễ khó cạnh nhất là chỗ các cái cổng VGA, cổng HDMI. Không, anh chẳng thấy chỗ nào có. Con nơi vừa ngày win nãy à? Sáng. Em win được không? Đây của thằng Dương đấy, mắt đĩa. À đĩa thì đứt tầm rồi anh ơi. Đứt cái mắt không? Nếu không ai cầm luôn cầu điện thì nhìn này đẹp đấy. Còn đâu em ơi? Vội vội vàng chi em ơi, đi bộ còn đâu? Có đây. Đây ốc chi em? Chưa. Ở đây em ơi. Cảm ơn này. Anh nghĩ là hướng còn đâu? Ông bên trên điện thoại đấy mày. Nghe chắc nó phải không liên quan gì. Không phải mong chờ nếu mà nó dính. Lựa đi em ơi. Lựa chỗ này đi em. Nhấc nhẹ nhàng lên. Nếu không tháo ra thì em muốn nhấc lên được không? Đặt nó xuống dưới đất. Đặt xuống sát dưới chân mình. Quét bụi lên. Không đặt lên cái này thì mình sẽ bỏ xuống đất. Đặt từ hướng đầu bài lên. Quét nó xuống. Mình sẽ không bỏ bụi người mình. Quét mình thôi. Quét mình thôi.
Bắt dọc thuận trở lên. Để nó sẽ không được đánh này. Em để ý cái máy Asus này, đa số là nó rất là nhiều chữ keo. Chữ chọc. Bóc tất cả những cái gì, bóc trên bên ra, dán lại đúng chỗ ý thôi. Tay chảy máu rồi, lấy sao đang mỏng cái sao đang mỏng vậy lên cái miếng này rất chi là mỏng. Bụi thấp xuống đỡ bụi bay vào màn này. Tập tay nữa. Thôi, để đấy cho làm. Tí nữa em ăn. Quét đi rồi thổi, không lấy bụi rồi em. Tay xuống. Lên quật chéo xưa theo một cái quạt. Quét thẳng lật cánh lên. Đấy con giờ với 7 cao tản nhiệt đấy anh nhá. Bây giờ nhấc cái màn này ra thì cũng phải nhìn ra được.
nhưng mà nó chưa để nhận hoàn, nó phải qua một cái cảm nhận công dụng bôi trơn nên là tránh tình trạng cọ sát không ảnh hưởng gì đến cái sự tản nhiệt của mình. Mà em đến đây giáp đánh thì vẫn chả liên quan. Trên mạng có chip CPU rất là bền. Bền nhưng cũng khả năng chết. Chết nó cái mà là chủ yếu là hầu như các chết chân của nó mặc trên quá bền. Đây là tiết kiệm cái chủ giấy này cũng bị sao đâu. Mỗi lần em xé em mở giấy. Bây giờ em làm lại ok biết sao thế vậy sau khi dùng xong là con người đã Thank you.